lộ vị trí Tuấn Z Alpha sẽ chủ động mở cánh. Mỗi người một cánh sẽ là hợp lý, nhưng quả nét đến vị trí Ferry, chúng ta chờ xem liệu quả nét chính xác hay không đây. Và bây giờ thì chính... boom! Oh! Quả nét quá tốt từ Ferry. Cơ hội chiến thắng lại mở ra rồi khi Tuấn Z cũng chỉ còn lại một hit là nằm thôi. Tiếp tục trả nét ra và quả nét lần này có vẻ như là lại chính xác nữa rồi. Tuy nhiên thì nó chỉ cỡ được khoảng nửa lượng máu Tuấn Z thôi. Một tình huống 1v1 ở đây, ai sẽ được chiến thắng, Tuấn Z hay là Ferry? Cực kỳ căng thẳng trong ngay trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay. 1500 đam là số đam dành cho vị trí của Ferry. Và bây giờ thì Ferry tình huống giờ đang là 1v2 rồi, nốc được vị trí Alpha. Ferry sẽ chọn mình phá đổi vị trí, và đúng như vậy, một trận đấu và thi đấu như trong sách đến từ vị trí Ferry. Thì cơ hội nào dành cho bên phía ở TV Gaming đây? Đây là một cái trận đấu mà top 1 đã gọi tên V Gaming ngay từ ở trong những vòng bò đầu tiên. Cùng đó liên tục những vòng bò tiếp theo. Bây giờ thì có lẽ là bye bye Ferry, chẳng quả nét bay đến cực kỳ chính xác đến từ đội hình của bên phía TV Gaming. Tuấn Z thậm chí còn lên cả nóc nhà để có tầm nhìn đẹp rồi. Và không sớm thì muộn thôi, Tuấn Z cũng sẽ phát hiện ra vị trí của Ferry. Tôi chưa nghĩ ra cửa nào cho Ferry thời điểm hiện tại nữa, quá khó rồi. Lên được nóc nhà thì đó sẽ là top 1 dành cho bên phía TV Gaming thôi. Một lần nữa chúc mừng cho V Gaming. Bắn kê knock out thì thả bắn mini hoặc bắn LR, SS nó mạnh hơn rất nhiều. Ở đây thì Magic đang muốn tấn công các thành viên DLT. Ngay lập tức thì mất đi vị trí cao, mất đi brick và mất đi cả ghe nữa và gà cá. Nhưng ở đây thì không phải khi ghe anh ta có đất bổ knock out. Một tình huống solo squad đến từ vị trí của ghe hay không, và đang cố gắng bảo vệ những người em của mình khi mà cô anh ta đang di chuyển đến muộn. Vẫn đang là vị trí của đối phương, và ở đây thì ghe đang muốn cứu cái đồng đội của mình. Một quả smoke được trả ra đến từ vị trí của ghe, và có lẽ sẽ cứu được vị trí brick chăng. Tình huống đưa trở về là 2v2 rồi. Những tưởng Magic sẽ vỡ đội hình nhưng không, một bàn tỏa sáng cái từ ghe đang cứu lại thế trận cho Magic. Nhưng Chu bây giờ đã xuống rồi, và liệu đẩy ra bắn luôn cả vị trí của ghe, liệu ra được không đây? Ghe 3 mà 4 mạng ở vị trí của ghe, một mình clear cả đội của DLT luôn, quá xuất sắc đến từ vị trí của ghe rồi. Trong diễn biến khác thì liên tục đội hình bên phía EVS đang xin họ bị bắn. Naui tiếp tục nằm xuống bởi Darkly, còn ở đây thì Xavier họ muốn công sàng, và đầu tiên sẽ là vị trí của Pin. Hạ gục cho mình được mạng Deathshot, tiếp tục là Kelvin phải nằm xuống, nhưng cu vẹn đổi được cho mình mạng của Choco Jr. thành công, và tiếp tục lại là vị trí cái đầu lạnh. Tình huống giờ lại là 2v3. Đội hình của Xavier họ đang có lợi thế hơn về số lượng người, nhưng vị trí nhà thuộc về cho Bad Boy. Ngay lập tức Kelvin anh ta bắn yếu được vị trí của cái đầu lạnh, nhưng lại phải bị độc ao bởi các thành viên bên phía team Xavier, và tình huống giờ sẽ là 1v4. Bye bye của ông top 0. Vậy là đội hình bên phía team Bad Boy họ sẽ bị clear hoàn toàn, dừng lại top 11. Nhưng bây giờ Quốc có được double knock out với tình huống một máu ở đây. Vâng, Quốc có thêm chỉ một pha knock out nữa trước khi nằm xuống bởi Choco Zero. Chỉ còn một máu thôi, nhưng Quốc làm tới 3 người knock out rồi. Nhưng như vậy là chưa đủ khi đồng đội Quốc đều ăn chay. Thế trận lại trở nên cân bằng hơn một chút rồi, nhưng cái đầu lạnh liệu rằng có gạt cho được Huy Gà không đây? Nếu như gạt cho được Huy Gà thì câu chuyện sẽ trở nên rất khác, rất khó chịu đến từ cái đầu lạnh và cũng rất khó đoán. Chúng ta cùng chờ đợi xem nào. Diễn biến trận đấu này trở nên hấp dẫn hơn rồi, khi lúc đầu chúng ta đều tưởng rằng là Bốc sẽ dễ dàng có chịu top 1 vị trí quá đẹp, nhưng mà Talon cũng đã gây được những sự bất ngờ nhất định. Bắt đầu nổ súng rồi, Taka bắt được cái đầu lạnh và clear hoàn toàn đi xa về vị trí top 3. Trận chiến chính thức trở về thế trận 3v4. Giờ thì cũng chưa đợi vòng bò rồi, cái team đều đang muốn chờ đợi xem là vòng bò nó gọi tên này. Bắt đầu trả nét ra Huy Gà rồi, và quả nét đó Huy Gà, nhưng Luka anh ta chỉ bị yếu máu thôi, và bây giờ sẽ tiếp tục lục quả lửa đến từ vị trí Huy Gà. Đội hình của Bốc Gaming họ đang có lợi thế hơn về người, có rất nhiều lửa ném ra bởi vị trí Huy Gà, nhưng nó chưa chính xác khi Luka tạm thời player này anh ta vẫn đang an toàn. Trong đó sẵn sàng chọn mình phương án mở sang bên phía cánh phải, vòng bò vẫn đang thuộc về cho bên phía team Bốc Gaming chẳng vì mình cũng như vị trí Huy Gà. Bây giờ cần phải đổi mạng, Loki chủ động di chuyển ra ngoài, sẵn sàng đốc vào vị trí Loki thành công, và tiếp tục đó sẽ là vị trí Luis để bỏ mất đi một cái mạng của vị trí ở Loki, sẽ làm điều cực kỳ đáng tiếc dành cho bên phía team Bốc Gaming, và đây cũng sẽ là dấu chấm hết dành cho bên phía team Bốc Gaming. Top 1 sẽ thuộc về cho Talenti thôi. Vâng, Pime cũng nằm xuống và chỉ còn lại một mình đó là Huy Gà thôi. Tình huống đưa trở về đó là 1v2, mà cuối cùng thì Talon vẫn là người giành chiến thắng. Ở đây ngoài tiếp tục lại đá bên phía EVNRC, nhưng lần này trước mặt đó đã là các thành viên bên phía team EQ. Mới mất đi vị trí chopper thì vẫn bảo toàn được nguyên 3 người, và ngay tức tình huống giờ sẽ là 3v3. Naui ta có chọn mình phương án mở cánh cực kỳ là tự tin ở trong tình huống này. Vâng, tiếp tục là có pha knock out rồi, FFQ liệu rằng chống cự lại được nổi không đây? Dicky cũng đã rất yêu máu, và Dicky nằm xuống bởi thành viên của EVS đang xin rồi, và đó lại là tên Naui hiện lên. Minkieka và Timber thực sự đang lâm một thế rất khó khi Timber không còn lượng máu hồi phục nữa, chỉ còn lại những cái bandit thôi. Cắn sẽ không bao giờ là kịp cả, tháo chạy ư, không thể chạy thoát được khi đối phương đang bắn sang rất sát đây. Vuln là người có mạng, một mình Minkieka 1v4 thôi, xong rồi FFQ. Khả năng cao là Phượng Hoàng sẽ gãy cánh trong tình huống này thôi. Liên tiếp là những pha nổ súng không khoan nhượng đến từ cả bốn người chơi của EVS, và vừa họ vừa bắn vừa tiếp cận vào thì lối đi nào cho Minky đây? Minky chọn một cách đơn giản hơn, đó là tự ủi. Tự ủi, và ngay lập tức đó là 6 kill dành cho bên phía team EVS Assassin.
sẽ tiếp tục là pha giao tranh giữa quay sông sức và Savio thôi, nhưng mà có vẻ như là chúng ta phải đến với pha giao tranh giữa Talon và các thành viên của phía kêu trước cơ. Sáng sáng vừa có pha knock out đối phương rồi, có cái đằng sau đó là Nana. Spam qua smoke lấy đi bạn Luka rồi, và thậm chí là cả sang sang luôn. Talon đang mất rất nhiều người ở đây. Pino đã quay trở lại để hỗ trợ rồi, nhưng liệu có kịp không đây khi Nana đang ép vào rất gần. Và ai sẽ được giành thắng? Đó là Nana chấp cả Talon luôn. Không tin được một màn tỏ sáng cá nhân từ Nana. Một mình Ghe đã bị confirm, nhưng ở đây Huy Gà đã có đi từ con tap. Ôi cậu bò 16 này nó phải có 100 viên Huy ơi. Trời ơi, bắn hết vào mắt các anh rồi. Nữa, bắn lại nữa. Ui đổ xuống rồi. Xấy từ đầu đi thì có khi là có mạng rồi, nhưng mà cứ tích rút bờ 16 ra tap bắn được. Bây giờ thì bắn trả sang từ Mida Star rồi. Huy Gà bò. Huy Gà bắn hết đạn khổ bò 16 lại bắn tạch. Nghe tiếng tạch không? Tạch vui mà. Chụp cái highlight 1v2, 1v3 và thậm chí là 1v4 rồi. Và liệu rằng đây cũng phải là một trong số những cái highlight tiếp theo của anh hay không? Vẫn đang là ẩn nấp từ Huy Gà thôi, nhưng bên phía của Magic Hiệu đang chia ra rồi. Đang muốn tấn công từ cái cánh và cao bên sườn bắn sang Huy Gà, hoặc là chậm vào tôi. Brick nhấp đá rất dẻo, đánh Huy Gà vả ngay vào đầu của Brick rồi. Tình huống đưa trở về là 1v1, nhưng Huy Gà vẫn còn phân biệt được phục nhà nên nhớ như thế này mà cao. Có vẻ như đi xa quá rồi, đi xa Brick quá. Rõ ràng trong một tình huống mà 2v1 thì tại sao bên phía team Magic họ lại bắn từng người một như vậy? Vâng, bây giờ thì có khả năng cao Huy Gà sẽ có được cho mình cái top 1 hay không đây? Ngay lập tức là tình huống pre-fight trước đến từ vị trí Huy Gà, và cả hai player đều đang có kỹ năng cá nhân rất tốt, và tôi chờ cho tình huống đấu súng này. Vâng, hai player trẻ nhất của Magic liệu rằng để xảy mất một cái top 1 hay không? Cao vẫn đang cố gắng di chuyển, Huy Gà đoán được rồi. Huy Gà bắt đầu đấu súng đây, bắt đầu! Và đó là top 1 dành cho Bốc Gaming. Cuối cùng với việc quảng bò từ chối. Như vậy là chúng ta lại nữa cái tên mà từ nay là tôi đang cố gắng là định xin các bạn là team checker, chứ không có khoảng thời gian trống nào là team checker đây. Và Ghe tiếp tục cắn tới 14 cái first E dành cho bên phía team Magic rồi, và một lần nữa ở trong top 5 dành cho Magic phía của team Bốc Gaming, và đó là cái top 3 dành cho Magic. Bên phía team DOT, những AMC ngay tức họ cứu được hay không? Jun thoát quá, chủ quan chủ động đứng dậy bắn vị trí cao hồng. Loki có được cho mình mạng của Jun luôn. Loki clear hoàn toàn các thành viên bên phía team DOT. Và ngay anh ta đã kéo được cái top 4, và ngay lập tức bây giờ còn Bốc, còn Magic và còn AMC. Loki đứng trước cơ hội để có thể có được thêm một cái top 1 dành cho bên phía của team Bốc Gaming, và đó là cái top 3 dành cho Magic. Vâng, Ghe sinh tồn rất giỏi rồi, nhưng mà Loki sinh tồn còn giỏi hơn nữa khi không chỉ sinh tồn mà có tới 5 kill đúng trong vậy. 3 solo squad. Và giờ thì 1v3, liệu rằng có phép màu nó đến với Loki hay không đây? Chúng ta chờ xem, nhưng các thành viên AMC đang thi đấu cực kỳ nhiều kinh nghiệm. Loki đứng dậy là dấu chấm hết dành cho bên phía team Bốc Gaming, và đó sẽ là top 1 dành cho AMC. Súng đây bắn tất cả mọi người hiện ra trước mặt anh, nhưng vẫn chưa có quá nhiều mạng đâu. OP May ngay lập tức đó thì OP May áp sát vẫn rút nét ra để có thể trả nhỏ vào. Và bây giờ thì quả nét nổ hay không đây? Quả nét liệu hoàn toàn các thành viên bên phía team Gaming, bắn quá khó chịu đến từ OP May. Vâng, thế trận lại đang nghiêng về tầm tay thì team Bốc rồi. Họ còn 3, 2 team kia mỗi người chỉ còn lại 2 thôi. Cú đang cố gắng đây, nhưng liệu rằng có được hay không? Playzone vừa kết thúc đi mạng cu vẹt rồi. Bên phía Bốc vẫn đang di chuyển được vào rất thoải mái. Và nếu như họ đập qua bên phía của Infinity Kill thì sẽ là rất tuyệt vời. Và đây rồi, tấn công nào. Ai là người giành chiến thắng đây? Luis xả súng, và Luis có một cả vị trí Very cũng đã ra đi rồi. Infinity clear hoàn toàn bởi phía Bốc Gaming. Cú đang cố gắng xả súng đây, nhưng bắn trả răng rất sát đến từ bên phía của Kevin, cũng chính xác là đến phía của Bốc Gaming. B-May và đội hình của bên phía team Bốc Gaming họ đang đứng trước cơ hội có được cho mình top 1 thứ 2 trong ngày thi đấu hôm nay. Một lượt trận và bùng nổ, một đội tuyển đánh giá là ngựa ô trong vòng Việt Nam Final và đang thi đấu cực kỳ xuất sắc trong ngày thi đấu thứ hai. Và bây giờ sẽ là tình huống 1v3, chủ động tăng ngoài bò đi vị trí cao pin, và đó là top 1 dành cho Bốc Gaming.